Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm clip này để kiểm tra xem mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Future 125 sản xuất năm 2021 sẽ như thế nào. Hôm trước mình vừa mới mua chiếc xe này, mình đã đánh giá những ưu nhược điểm của nó, tiếng động cơ có lớn hay không. Và hôm nay clip này mình sẽ thử xem mức tiêu hao nhiên liệu của nó khi sử dụng thực tế ở trong nội thành của thành phố sẽ như thế nào. Đây là chiếc xe của mình nha các bạn. Do dịch bệnh ở Kiên Giang hiện giờ á, cho nên tất cả những cơ quan, những nơi tụ tập đông người hiện giờ đã không có làm việc nữa. Cho nên từ lúc mình mua tới giờ mình chạy được 205 cây số nhưng mà chưa có được bấm biển số. Mình mua khoảng một tuần nữa là tròn một tháng rồi đó, nhưng mà vẫn chưa được bấm biển số ha. Rồi, mình xin nói là clip này mình sẽ làm 3 lần. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà mình đổ đầy bình xăng, mình sẽ chạy hết xăng ở trong bình đó và mình tính xem mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của 1 lít chạy được bao nhiêu cây. Mình sẽ làm như vậy 3 lần, như vậy nó sẽ ra một con số chính xác nhất. Bởi vì thông thường á thì xe chúng ta mới mua về á, chúng ta chạy khoảng thời gian đầu á thì đương nhiên cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ cao hơn, mà khi chúng ta đã chạy được một thời gian rồi thì khi đó máy móc nó mới đi vào hoạt động ổn định được. Và ở đây là từ lúc mà mình ở trong cửa hàng xe ra thì ở đây số km là 1 km và bây giờ là 205 km, mình đã chạy gần cạn bình xăng. Cái này xem như là còn khoảng nửa lít nha các bạn, bởi vì dung tích của bình xăng này là 4,6 lít. Hôm trước thì ở trong hãng đã đổ cho mình khoảng 1 lít, sau đó mình đi đổ thêm cho đầy bình, và từ lúc mình chạy đầy bình cho tới 205 cây số thì còn khoảng nửa lít. Như vậy tính ra là mình chạy khoảng 4 lít mốt, 205 cây. Và sau khi mình đổ xăng xong rồi thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Xin chào các bạn, mình đã đổ đầy bình xăng về rồi đây. Đây, sau khi mình đổ bình xăng, lúc mà hồi nãy đó mình có đi vòng vòng mua đồ, cho nên khi mà đến cây xăng á là nó ở con số là 209 km. Mình để hình ở trên đó để các bạn có thể xem nha. Còn ở đây á, không biết sao mà mình đổ đầy bình xăng rồi nhưng mà cái kim nó không có lên đủ. Đây mình mở cho các bạn coi là đổ đầy bình xăng luôn. Đây, đầy bình xăng nha các bạn, đầy bình xăng. Và thật sự là mình rất là bất ngờ so với cái bình xăng này. Hồi nãy á là mình có nói là lúc ban đầu mình đổ đầy bình xăng rồi, ở đây còn khoảng nửa chạch đỏ, mình cứ tưởng là bên trong nó còn khoảng nửa lít thôi, cho nên mình mới nói là mình 4,6 lít đầy bình xăng trừ khoảng nửa lít còn lại, và mình chạy hết 4,1 lít. Nhưng mà thực sự á, hồi nãy mình đổ xăng á thì cái số lượng xăng mà mình trả thực sự là chỉ có 3,2 lít thôi các bạn. 3,2 lít thôi ha. 3,2 lít, và cái giá tiền mình hồi nãy mình trả là 71.000. Đây mình viết ra đây. Hôm nay mình viết là lần một đổ xăng nè. Hôm nay là lần một. Bữa nay là ngày 15 tháng 7. Rồi, mình đổ xăng hết 3,2 lít. 3,2 lít tương đương với là 71.000. 71.000. Rồi, đúng không? Ở cái mức mà 3,2 lít 71.000 á thì mình chạy được bao nhiêu km? Thì lúc mà mình ở cửa hàng xe ra thì cái số km của mình là ở đây là 1 km. Khi mà mình đổ xăng thì con số này là 209. Như vậy chứng tỏ là mình chạy hết 3,2 lít chạy được 208 km. Đúng không nào? 208 km chia cho 3,2 lít. Và mình sẽ chia nhé. Hai trăm lẻ tám km chia cho 3,2 lít, có nghĩa là mình chạy hết 65
Mục đích mình chạy khoảng 65 cây. Quả thực là một con số rất là ấn tượng nha các bạn. Thì bây giờ thì bữa nay là lần đầu tiên mình đi đổ xăng đầy bình trở lại, là mình chạy trong vòng 208 km đầu, chạy hết 3,2 lít, tương đương 1 lít, là chạy được 65 km trên 1 lít. Và mức tiêu thụ này là mình chỉ chạy ở trong đô thị thôi đó các bạn, là cái tốc độ mình chạy khoảng từ 35, 40, 45, chạy trong đô thị thôi, chứ mình không có đi đường trường ở cái khoảng thời gian này. Và lần sau khi nào mà gần hết xăng nữa, mình đổ xăng được bao nhiêu thì lúc đó mình sẽ cho các bạn xem mức tiêu hao nhiên liệu là như thế nào, và mình dự định làm 3 lần như thế thì mình sẽ ra một clip để cho các bạn biết. Rồi, bây giờ hẹn các bạn ở lần đổ xăng sau. Như vậy là sau khi mình đổ xăng lần thứ hai á thì mình chạy từ số km là 209 cây số cho đến 449 cây số. Như vậy là mình chạy được 240 cây, và bình xăng ở đây mặc dù các bạn thấy là nó cạn, nhưng mà lúc hồi nãy mình mở ra xem á thì nó vẫn còn khoảng nửa lít ở trong. Mình cũng đoán không biết được bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình sẽ đổ xăng. Đây mình đứng ở ngay cây xăng, mình sẽ đổ xăng vào là mình biết mình chạy hết từ 209 cây đến 449 cây, có nghĩa là mình đã chạy được 240 cây trong vòng bao nhiêu lít xăng. Thì mình đổ xăng về mình sẽ quay lại một lần nữa. Như vậy là sau khi mình đổ đầy bình xăng và mình chạy vòng vòng về nhà đó, thì số km là 453, nhưng mà mình tính là 449 km nha các bác. Ở đây là do nãy giờ mình đậu cho nên cái số cái kim xăng này nè nó bị tuột xuống, chứ thực ra là mình đã đổ đầy rồi. Đây mình đã đổ đầy bình xăng rồi, và mình đã dặn các nhân viên cây xăng là đổ đầy ngập cho mình luôn, để mình tính số mức tiêu hao nhiên liệu được chính xác nhất, chứ không phải là đổ chẵn tiền nha các bác, không phải là đổ chẵn tiền. Và bây giờ mình sẽ tính cho các bác xem. Hôm trước á, lần một á, thì mình đã đổ vào ngày 15 tháng 7, mình đổ hết 3,2 lít, và lúc đó thì mình chạy được 208 cây. Và bây giờ thì mình mở xem ngày tháng cho các bác xem. Ngày giờ Việt Nam của ngày hôm nay đó là ngày ngày 1 tháng 8. Như vậy, đổ xăng lần 2. Đổ xăng lần 2 là ngày 1 tháng 8 thì mình chạy được mình đổ hết tổng cộng là 3,72 lít xăng, tương đương với 82.000. Hiện giờ á, giá của một lít xăng là 22.000. Và lúc này á thì mình đã chạy được 240 km, chạy trong vòng 3,72 lít, cho nên mình chia cho 3,72 là mình sẽ biết được 1 lít xăng mình sẽ chạy được bao nhiêu. Và sau đây mình sẽ chia 240 chia cho 3,72. Như vậy là lần đổ xăng lần thứ hai này mình chạy được 1 lít được 64,5 km, 64,5 km trên 1 lít. Và như vậy thì lần hai mức tiêu hao nhiên liệu là 64,5 km trên 1 lít. Như vậy mình sẽ chạy hết cái lần đổ xăng này, sau đó mình sẽ đổ lại một lần nữa và mình sẽ tính mức tiêu hao nhiên liệu cho các bác. Mình sẽ làm 3 lần như vậy. Hẹn gặp lại các bác trong lần đổ xăng sau. Như vậy là sau 22 ngày, lần trước lúc mình đổ xăng á là lúc đó là 449 km thì là mình đã lại cây xăng mình đổ xăng. Bây giờ á thì sau 22 ngày mình chạy được chẳng là 250 cây, thì bây giờ ra mình đã rút kinh nghiệm. Bình xăng hôm trước á là nó tới vạch đỏ là mình đã đi đổ rồi, bây giờ mình cho nó xuống ở dưới vạch đỏ một chút á thì mình sẽ đã chạy được nhiều hơn. Và bây giờ mình sẽ đổ đầy bình xăng xem sau 250 cây mình đổ được bao nhiêu lít, và khi mình đổ xong rồi về đến nhà mình sẽ quay lại cho các bác xem. Rồi, xin chào các bác. Sau khi mình vừa đổ xăng xong á thì mình đi chợ mua bông về, vừa mua trái cây về để cúng xe. Tại vì hôm nay là ngày âm lịch là ngày 16 tháng 7, dương lịch là ngày 23 tháng 8. Đây, mình có
tra ngày giờ Việt Nam cho các bác xem. Ngày 23 tháng 8. Rồi. Như vậy á, thì lần thứ ba mình đổ xăng hết tổng cộng là, hồi nãy là mình trả tiền là mình đã ghi sẵn vào đây nè. Lần thứ ba mình đổ vào ngày 23 tháng 8, mình đổ hết 3,38 lít. À, lúc đó giá của một lít xăng mình nhìn thấy là 22.000, mình trả tổng cộng là 75.000. Như vậy là sau lần 3 mình chạy hết 250 km thì chạy hết 3,38 lít. Mình chia ra 250 chia cho 3,38 thì một lít xăng mình chạy được tới 73,96 km lận các bạn. À, mình làm tròn lên là 74 km. Như vậy lần thứ ba này mình chạy một lít xăng mình chạy nhiều hơn lần một, lần hai, bởi vì á lần thứ ba này nè là mình có chạy đường trường khoảng vài chục cây số đó, khoảng 30-40 cây số, cho nên cái mức tiêu thụ nhiên liệu nó nhiều, nó ít hơn. Còn lần một lần hai thì mình chủ yếu chạy trong đô thị thôi, và lần ba này thì mình để chiếc xe này cho vợ mình chạy, do đó phụ nữ chạy á, thì mình nghĩ là chạy điềm tĩnh hơn và không có tăng số, không có giảm ga đột ngột, cho nên tiết kiệm xăng hơn những thanh niên chúng ta. Còn mình chạy chiếc Novo này nè, chiếc này nó hao xăng một cái khỏi nói luôn các bác. Qua đợt dịch này thì mình sẽ bán chiếc này, nó hao xăng dữ lắm. Chiếc này mình mua năm 2009, một lít xăng của nó chỉ chạy được khoảng 40-45 km thôi, nó rất là hao xăng luôn. Rồi, như vậy sau 3 lần á thì mình đã làm một bài toán như thế này. Lần 1 là chạy hết 208 km, chạy hết 3,2 lít. Lần 2 là 240 km, chạy trong là 3,72 lít. Và lần 3 là 250 km, chạy trong 3,38 lít. Thì cộng lại là mình chạy hết 698 km trên 10,3 lít. Mình tính ra con số là 1 lít mình chạy được 67,77 km. Như vậy 1 lít xăng mình chạy được 67,77 km nha các bác. Và xem so với mức tiêu hao nhiên liệu của nhà sản xuất đưa ra thì nó có tiết kiệm hơn không. Thì mình tính ra là 100 km xe này tốn hết 1,47 lít. Còn mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà sản xuất đưa ra có nghĩa là 100 km thì tốn 1,54 lít. Như vậy thực tế là mình chạy tiết kiệm hơn cả mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà sản xuất đưa ra luôn. Và đó chính là lý do tại sao mình mua chiếc Future này, mặc dù nó hơi mắc tiền nhưng mà khả năng tiết kiệm xăng của nó rất là tốt. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu này là mình chủ yếu chạy trong đô thị thôi. Nếu mà thực sự các bác mà chạy đường trường thì 1 lít mình đảm bảo có thể chạy lên đến 75, 80, thậm chí 85 km luôn. Và đó chính là lý do tại sao mình mua chiếc này. Bởi vì chiếc này của mình chạy là mình rất là sợ nó này, nó hao xăng kinh khủng lắm. Và video này thì mình thực hiện từ bữa 15 tháng 7 cho đến 23 tháng 8 mới xong. Một clip này dài, mình đầu tư hơn một tháng. Do đó các bác nào xem á, thì hãy xin like và comment để ủng hộ mình, để mình có thể ra những video chia sẻ về chiếc xe này cho các bác. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc các bác an toàn với đại dịch Covid-19 nhé.